sau khi Trung Quốc chính thức nối lại du lịch theo đoàn tới 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thị trường du lịch quốc tế hiện đã sôi động hơn. Các doanh nghiệp lữ hành trong nước đã tung ra nhiều sản phẩm, các tour, tuyến hấp dẫn để đón dòng khách từ Trung Quốc, cũng như đưa khách Việt du lịch Trung Quốc trở lại. Đây chính là phim trường của hai bộ phim nổi tiếng thế giới, đó là Tây Du Ký và Avatar. Và những ngọn núi bay trong bom tấn Avatar chính là được lấy cảm hứng từ đây. Hơn 3.000 cục đá và vách núi, hình thù thiên biến vạn hóa, có độ cao từ 800m đến hơn 1.000m. Kỳ quan Thiên Tử Sơn này thuộc khu bảo tồn rừng quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là một trong những điểm nhấn hấp dẫn du khách Việt Nam. Cái điểm mà ấn tượng nhất ở đây, họ bảo vệ thiên nhiên rất là tốt, cho nên là phong cảnh rất là hữu tình, rất là hùng vĩ và hoành tráng. Và sau 3 năm trở lại thì mình thấy là ở đây du lịch người ta đã làm chỉnh chu hơn, làm tiếp đón đoàn du lịch Việt Nam mình một cách bài bản hơn. Nhà hàng hay là điểm tham quan đã có tiếng Việt, mình cảm giác mình được chào đón nhiều hơn, cho nên mình khá là thích. Theo đại diện lữ hành Việt Travel, hiện nay các tour tuyến đến Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Thiên Môn Sơn, Thiên Tử Sơn, Hồ Bảo Phong, khoảng 5 đến 6 ngày, mức giá từ 10 triệu đồng một người, đang được nhiều du khách Việt Nam lựa chọn. Sau hơn một tháng mở cửa, đơn vị đã đưa và đón hơn 1.300 lượt khách du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trước đây ở Trương Gia Giới chỉ có khoảng 130 người hướng dẫn viên biết tiếng Việt. Bây giờ có khoảng 300 người hướng dẫn viên biết tiếng Việt ở đây làm hướng dẫn viên chuyên phục vụ cho khách Việt Nam. Làm việc kỹ với tất cả các đối tác ở tại Trung Quốc để chúng ta có thể làm mới lại tất cả những cái bộ sản phẩm truyền thống trước đây mà Vietravel đã làm. Bên cạnh đó là bổ sung thêm các cái tuyến đường mới để đáp ứng được cái nhu cầu của du khách, chuẩn bị cho cái mùa du lịch hè của mình trong năm nay ạ. Theo thống kê, năm 2019, khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch Việt Nam đến Trung Quốc. Đây cũng là thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 30% lượng khách. Việc khơi thông thị trường Trung Quốc được kỳ vọng là cơ hội vàng để ngành du lịch Việt Nam đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.